trâu. Hello các bạn biết đây là gì không? Đây là tỏi, trái tỏi nè. Mình bỏ dầu vô, bỏ tỏi rồi mình ướp một chút đường, chút xì dầu, vậy là xong. Bây giờ mình sẽ bỏ vô bánh tráng, quấn lại và ăn nha. Em thấy, mấy bạn thấy Nắng Ấm đang làm gì không? Đây là trái tỏi, mình sẽ cuốn lại để mà ăn vặt đó. Rất là hấp dẫn. Thì ăn vặt mà, mấy cái này mình nhâm nhi, coi tivi là tuyệt. Ồ, cái này nó hơi khô. Đó. Thì mình sẽ làm thêm, bây giờ mình có 3 cây rồi. Tại vì còn vài cái này chắc cũng được thêm 3 miếng bánh tráng này. Nè, hấp dẫn không? Tỏi mà mình giống như là mình rang, mình làm riêng một chút đó, rồi mình ướp chút đường, cái chút xì dầu, mình đảo là lấy ra liền. Thì nó có cái màu rất là đẹp và ăn cũng rất là ngon. Miếng bánh tráng mà Nắng Ấm mới vừa quấn với trái tỏi nè các bạn. Nhìn có hấp dẫn không? Thôi bây giờ phải ăn thôi. Cả Nắng Ấm có tổng cộng 5 cây, 1, 2, 3, 4, 5. Thôi mà mình nhâm nhi. That's what we have, and I get it, and I like it. That's it? Now you're going to put anything on it? Nope, no time. I'm missing it. Đây là cây ổi của mình. Bây giờ Nắng Ấm sẽ cắt mấy cái lá úa của cây ổi. Các bạn thấy mấy cái lá sau của cây ổi không? Mình phải cắt mấy cái lá sau đi để giúp cho cây ổi tốt tươi hơn. Hy vọng sau này có trái mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Mấy cái lá này nè bị hư, cắt bị sâu ăn á các bạn. Ông xã đang suy nghĩ, bà Nắng Ấm cho vài cái cây trồng, đang suy nghĩ coi trồng ở đâu. Why do you say hello? Mắc cỡ. Cây blueberry của mình, bây giờ mình phải cắt mấy cái lá úa đi. Thường á, nếu mà Nắng Ấm muốn relax á, ra đây cắt cây làm vườn thì mình cảm thấy rất là yêu đời, mình rất là thích. Nắng vàng cũng vậy đó các bạn, Nắng vàng rất là thích làm vườn. Nhiều lúc Nắng vàng nhổ mấy cái cỏ đó 1-2 tiếng luôn á. Cái cây blueberry các bạn thấy nó lùn vậy chứ hả? Nó có trái nhiều lắm á. Đó, các bạn thấy mấy cái lá úa không? Cắt đi. Chút nữa ông xã sẽ trồng cây bơ với cây đào, hoa đào á. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Mà cây còn nhỏ xíu à, ba của Nắng Ấm cho. Thật ra mình tỉa cây giống như mình cắt tóc cho cây vậy đó. Ở Mỹ thật ra không có nhiều chỗ đi chơi hoặc là bạn bè tụ tập nhiều như ở Việt Nam, cho nên mình phải tạo ra những cái thú vui riêng giống như làm vườn, đi ăn. Nói chung là mình phải tự, đừng có làm cho mình buồn, mình phải vui vẻ lên cuộc sống. Người ta nói gì á, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ. Các bạn, đây là cái tắc. Nó rất là khỏe, tại ở khu Nắng Ấm nó hơi gió một chút á. Thì nếu mà mình chăm sóc nó tốt thì chắc hy vọng nó sẽ có trái. Cây tắc cũng rất là dễ trồng. Mà ăn bánh tráng trộn mà có cây tắc là ngon lắm luôn. Đang đào đất để trồng mấy cái cây xuống. Mà ở đây gió, các bạn thấy gió không? Cho nè các bạn, thì đây là cái bơ. Ba mình trồng từ hột bơ luôn á, thấy ba giỏi không? Còn đây là cây đào nha, cây đào nhà ba của Nắng Ấm, đẹp như là ở cây đào Việt Nam, rất là đẹp luôn. Đây cũng là 2 cây đào, cho nên bây giờ mình sẽ trồng 3 cây đào này. Ồ không, cái này là cây bơ. Ồ này một cây bơ nhỏ. để coi thì mình cứ trồng xuống đi. Thì ở đây thì khi mà một cái cây khỏe nó sẽ sống. Con xả kìa, xiên làm vườn. Nói chung cũng hên xui và lâu lâu xiên quá trời. Lâu lâu thì chỉ cũng đi làm mệt đó thì coi tivi nghỉ ngơi. Đào đất rồi mình phải lấy mấy cái cỏ. One, make the dust soft. Break it up. What is the step number 2? You got some big holes. Okay. Mình nói là. I don't really know. Maybe I'm doing it wrong. Huh? You're sure about? You don't know. He's supposed to be different. He didn't do it right. Đã tỉa hết mấy cái lá sâu của cây ổi và tưới nước để làm sạch cây. Thì các bạn thấy cây ổi nhìn đỏ hơn chưa? Nhìn rất là happy nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tỉa mấy cái cây lá hư của cây tắc và cây blueberry. Trong khi đó thì anh chồng đang đào một cái lỗ rất là lớn. It looks bigger now. Wow. Okay. But ông xã nói là mình làm một cái lỗ ở đó để trồng cá, bón từ cái thùng mình làm từ trái cây, rau quả để bón. Are you going to dig one more hole? 2 more, 3 more. Oh. Wait, how many are there? So mình có một cây bơ lớn, một cây bơ nhỏ, đây nè các bạn. Rồi 2 cây đào. 2 cây bơ sẽ hai bên chỗ đó và cái cây đào, 2 cây đào nhỏ xíu thì để ở giữa. Đó là cái cây bự của cái cây chanh đó các bạn, rất là nhiều trái. Thì kế bên vẫn là cây mận Hà Nội và cây tắc và cây ổi blueberry. Ở trong kia thì mình có mấy cây hành ở ngay góc. Rồi mấy cây này có cây nha đam á. Các bạn thấy cây nha đam không? Bự lắm. Rồi mấy cái cây trên này là mấy cái cây hoa lan á, mà nó chưa có nở bông. Rồi mấy cây kia mấy cây cảnh cho vui thôi. Còn cái này là nước thịt nè. Gần cả năm. What are you doing? Wow, it looks good. Bây giờ đã thành phân rồi nè các bạn. Để bỏ vô mấy cái lỗ hồi nãy mới đào để trồng mấy cây này nè các bạn. Các bạn thấy gió không? Là 1:30 trưa rồi. Bọn mình vào ăn cơm canh mồng tơi với thịt heo kho. Anh chồng anh chưa đói. Cho nên anh còn vẫn miệt mài làm việc. Anh lấy phân ra cái thùng đó các bạn. You already put the... This is the good dirt, not the clay. Oh, not the clay. You already put the compost there, right? No, this is before because those holes are too big for a hole. Oh, okay. So now just put the good dirt. Yeah, just the good dirt. But now it's soft all the way down. Oh, okay. And then that's about it. Mấy cái phân mà nhà mình làm đó, vào đó để trồng cây tốt lắm á các bạn. đó bước kế tiếp thì bắt đầu tưới nước vào. Ok, bây giờ thì là bước cuối cùng sẽ trồng cây. Đây là cây bơ. Bơ, các bạn thấy nó hộp bơ. Mới trồng xong, bây giờ cây đào đó. Các bạn ơi, mọi thứ đã hoàn thành. Cây bơ lớn nhất đã ở đây, cây bơ nhỏ ở đây, cây đào. Bây giờ mình phải tưới nước nữa thôi. Là sản phẩm cuối cùng sau khi hai vợ chồng clean up sạch sẽ. Giờ anh đang clean up cây bơ, đào. Hy vọng khi nào lớn thì sẽ rất là đẹp.